Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Bèo từ ngày hôm nay là như các bạn đã biết rằng là Mino đang bán hai cái skin này đấy, skin Big Mom và skin Malene. Đấy, tôi đang tính là mua hai skin này thôi nên trà trộn sảy lên thông mà lại nhìn khá là đẹp chứ. Ok, nhưng mà giá rất là rẻ nhá, 218 xu. Đánh giá 218 xu thuộc dạng những cái skin rẻ nhất trong video rồi thì tôi lắm đó. Cũng gọi là khá là rẻ, bạn ngoài trừ những cái skin các bạn có thể đổi. Bạn có thể đổi bằng cách là đây, cái mảnh này. Là cái mảnh được cái này đấy, bạn có thể dùng mảnh này đổi nó. Hiện tại mình có tận 197 mới thể đổi Yunjan này, Công Hồng mấy cái thứ này đó mới thể đổi cái skin này một lần. Ok, thì ngày hôm nay trải nghiệm thử xem là hai cái skin mới nhất của Minua có gì hay, có gì thứ gì không biết đây. Đặc biệt quả sờ kim tóc này nhìn trông đẹp ngầu nhỉ. Mấy skin này những ngầu này đấy, hai skin này khá là ngầu. Là một người là kiểu như là nghệ sĩ đường phố nhạc rock đấy, một người là kiểu trượt ván đường phố đấy. Ghê chưa. Ok, thì xem thử xem là hai skin này có gì hay, là có gì thú vị không các bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên những cái chân ký ủng hộ mèo vẹo mới ra rồi. Đầu tiên sẽ là Malene. Ưu tiên nữ trước, lady first. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, chỉ cho phép cất lên tiếng hát của bài thánh ca đồng điệu. Lang thang trên đường phố và ngõ hẻm, cây đàn guitar điện gào thét của nàng hét lên nỗi đau và vẻ đẹp thực sự của cuộc sống. Ủa, nghe văn vở nhở. Không được chấp nhận thì đã làm sao? Linh hồn nổi loạn và tự do nhất định sẽ bị thu hút bởi tiếng hát của Malene và phá vỡ mọi xích đồ. Nghe tuy nhiên đoạn đầu nghe hay, đoạn sau đọc chả hiểu gì bạn ạ. Avatar này hiệu ứng thì không có gì đặc biệt cả, chỉ có dấu chân. Ôi mà không khoan à, mà chính ra một cái skin chỉ có 218 xu mà có dấu chân là cũng gọi là được chứ nhở. Đâu phải skin nào có dấu chân đâu mà để lại dấu chân ánh sao ở những nơi đi qua. Ồ, ok, chốt luôn. Trời, bây giờ ơi, khoe liền. Xí gửi, ok. Ok bạn ơi, xong vừa tiếp theo đến skin Big Ma. Vận mệnh xoay vòng, bánh xe chưa bao giờ tự mình chuyển động. Anh ấy muốn chế nhạo thì ba đang đọc mà ta. Anh ấy muốn chế nhạo sự nực cười của tương lai. Ủa sao tự nhiên nghe nó kiểu gồ dịch ấy nhở. Nhịp điệu như lưỡi dao găm, lời bài hát như viên đạn bay. Ui, sẽ không đánh nhau như côn đồ mà dùng âm nhạc để đánh thức thành phố tê liệt. Văn Google dịch vần ạ. Trời ơi, có lẽ sẽ thức dậy sau cơn mơ, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc. Học xong chả hiểu gì nữa. Dấu chân là cũng là dấu chân ánh sao thôi. Ôi, cả hai skin đều là dấu chân ánh sao, không biết là có gì khác nhau không bạn. Tôi khoe luôn. Bây giờ tôi cứ mua cái gì mới tôi khoe bạn ạ. Ok. Ai tưởng không lỗi anh xong luôn những cái ảnh bị lỗi. Khoe cái skin mà ảnh bị lỗi bạn đã cay thế được chứ. Ok rồi, mình sẽ test skin Malene trước. Ok nên trà trộn sảy lên thông thôi nào. Quẩy lên map đám cưới đám cái gì nhỉ, có ta mình tìm người yêu ấy mơ rồi. Mình nhớ là mình có tải để về rồi, để coi bạn mình nhớ mình có tải cái map đấy rồi các bạn ạ. Đâu đâu nhỉ, đây bờ lag à, không bị lag bạn ạ. Bấm vào nhưng mà không phải map đấy, bị lỗi map này. Map bị cấm rồi, map bị cấm rồi. Ok, tôi không sao, chúng ta sẽ đi kiếm map khác bạn ạ. Gần đây mình chỉ mới hát thôi. Ngoài bài hát đấy ra mà không hiển thị cái map tìm người yêu nhỉ. Bây giờ không thấy bạn hay bị cấm hết rồi. Sợ map bị xóa hết bạn. Chắc bị xóa hết rồi. Mà cái map hát này anh em đánh nhau ghê lắm. Phòng 10 người, phòng 20 người này. Ok luôn. Chơi luôn. Ngại gì vết bẩn. Ôi trời ơi. Chơi. Mong là không bị lag bạn ạ. Dâu. Ok, để coi em nào. Lê Ngọc Bích 2K8. Ok, bạn 2K8 năm nay là cũng... Ôi, 2K8 chính ra năm nay cũng 15 tuổi, là học lớp 9, là lớp 10, bạn lớp 10 chứ nhờ. Làm gì có ai thương em, đúng rồi, không bắt em đâu. Đi hoa trời. Ôi. Ôi, chết ra một số kiếm mềm đẹp. Ôi, nếu mà không có cây guitar điện mà cầm cái kiếm mà nhìn như kiểu sát thủ ấy, nhìn này, ồ nè. Nếu mà không có guitar điện mà cầm cái kiếm nhìn không khác gì sát thủ bạn ạ.
nhìn không khác gì sát thủ mà lại trông nhìn cũng ghê ghê chứ nhở. Nhưng mà bỏ đi nhìn ngầu ngay. Ôi ôi ôi, cái dáng nhìn đẹp nhầm, ôi cái dáng bạn này nhìn đẹp ra nhầm, mình chạy dáng chạy cũng khá đẹp, dấu chân đấy. Nhưng mà đây là ngôi sao đấy. Ủa rồi là ánh sao dữ chưa, hẳn là dấu chân ánh sao. Bây giờ cái này dấu chân gì mà bồ đỏ mà nhìn đẹp nhưng cũng đẹp chứ. Ui ui, dấu chân hai, dấu chân hai nhìn rất là đều bựng, nhìn không, nhìn này dấu chân hai bên nhìn khá là đều bựng. Ui cái đẹp chưa. Ui ui, không, tôi là Malene đó. Tôi là Malene. Ui nhìn đẹp thế nhở, cái bờ nhìn đẹp chứ, bờ nhìn đẹp á, đẹp á, nhìn trông xinh xắn đấy chứ. Ui ui, kiểu vậy chào đúng không nhỉ? Nó chào kiểu đấy bạn ạ. Ok ok. Ui wow, ui tôi không thể ngờ được là 218 xu một được cái skin nó đẹp ta. Wow, hiệu ứng hình ảnh dấu chấm. Ui nhìn được của nó nhở. Ui có phải là 218 xu không vậy? Wow, không thể tin được. Đây là một cái sờ kim anh không ăn rau. À không, rau hôm nay ở đúng, hôm nay mình ăn cơm không có rau bạn. Chắc phải nhớ ở hôm nay tôi ăn cơm không có rau, buồn quá. Mai đây, ô để cú chào này, mời này, ngước nhìn hai bên. À thế, ô hai trăm ngầu nhở. Ôi ôi ôi, chào ơi đẹp ấy. Ôi cái sờ kim này xịn. Ôi ui 218 xu mà skin xịn quá. Ui, quá ngon. Ui đồ quần nó bật. Ui con đỉnh cao ta, đẳng cấp ta. Được em mượn được đấy, thử một cái nằm bất động thứ em nào, thứ hai này em nào. Ôm mới thì chả ơ bị lỗi à, sao không nằm được, phải nằm chứ. À bà ở nào đó bị lùm ô, bị lùm ô bạn ạ. Nằm xuống này. Ui ui ngầu nhờ, skin này chính ra là đáng tiền, là đáng tiền, đáng tiền đấy. Ui nhìn này, thấy không này. Ui 218 xu mà tôi không ngờ một cái skin nó chỉnh chu này, hiệu ứng đẹp, có dấu chân, đẳng cấp lâu lắm rồi. Bình thường tôi phải nói thật luôn là ngày xưa tôi không trông mong gì mà cái skin giá rẻ kiểu dưới 300 xu như này bạn ạ. Hiệu ứng nó khá là bình thường, nó không ngờ bây giờ Mino bán cái skin 218 xu mà ngoại hình đẹp như này, ngoại hình đẹp, hiệu ứng di chuyển cơ thể đẹp, có dấu chân. Ui ngầu thực sự bạn ạ, đẹp. Ui trong một tiếng bạn đẹp nhưng mà wow đỉnh cao. Oh cái này, cái skin này thì dấu chân nó bị đơn lẻ này, còn cái skin kia là dấu chân nó thành đôi, nó thành đôi bạn ạ, nó thành đôi, nó thành cặp luôn. Còn đây là dấu chân riêng lẻ bạn ạ, nó mờ mờ vào hay chứ nhở. Bởi đấy bởi sao đứng nhìn trong mẹ e dè e thẹn này, đứng kiểu ngại quá, ngại quá, ngại quá, kiểu ngại quá, ngại quá, ngại quá, nó kiểu kiểu vậy nhở. Nó bởi nhở. Bởi mà tôi không biết đây là skin nam hay skin nữ. Bởi tôi hỏi đây là nam với nữ, đây là váy hay quần đấy, đây là áo len không. Bởi cái dáng này tôi ban đầu thì tôi nghĩ đây là cái skin nam, nhưng mà cái dáng này xong tôi phải đánh giá lại, tôi không biết đây là nam hay nữ. Ấy anh em đoán xem đây là skin nam hay nữ. Đó, bạn nào nghĩ đây là skin nam ở phim 1, ai nghĩ là skin nữ ở phim 2? Nếu là nam sao lại đứng cái dáng kỳ kỳ vậy? Ở đâu? Đó. Đó. Đâu? Bé, con trai đang con trai đứng cái dáng này nó cứ sai sai kiểu gì vậy? Mà tôi lại thấy thầm thầm thầm. Wow! Oh, trời vãi đấy. Tâm nhìn này, tâm trượt vàng xong rồi kiểu vuốt tóc của tôi, vấy tóc, mình kiểu phát tóc, cái này hất tóc. À, nhìn nó không giống một nam lắm nhá. Trông nó không giống nam một tí, nhìn hất tóc, nhìn hất tóc, nhìn hất tóc này.
hớt tóc đấy, hơ với tay chả hớt tóc kiểu đấy. Nó không giống nam một tí nào mà mình cũng không biết bao nhiêu mà ngầu ngầu nhờ. Ôm đứng im, nếu mà đứng im mà có ván trượt thì đẹp lắm, mà không có ván trượt bạn ạ. Ôm hay đấy. Ê, cái vẫy tay chào tôi thấy hơi bị lạ lạ nha. Bị lạ lạ nha. Hôn gió ấy, cái kiểu vậy, cái diện bên kia không nhìn được gì ấy. Ok mà lại được đấy nhờ, mở đấy nhờ, hay đấy, hay đấy, hay đấy. Nói chung hiệu ứng nó khá là ngầu bạn ạ, khá là ngầu chứ nhờ. À, cái dáng này tôi phần phải quan ngại nè, tôi không biết là đây skin nam skin nữ bạn ạ, nhìn khó nhờ. Đọc lại cái thông tin nào. Ở đây mình có không? À anh ấy, à anh ấy, ây rồi, anh ấy thôi, ok chuột luôn. Anh ấy đây, gửi đây Minua ghi rõ là anh ấy đúng không? Anh ấy, ok đây là skin nam, đây là skin nam, vâng. Mặc dù là cái dám đứng chỗ này tôi thấy nó hơi bị lạ lạ mà đã. Ok rồi. Đây là skin nam nha. Đấy, trong phần giới thiệu một ghi là anh ấy. Ok bạn ạ, ván trượt này. Giảm rẻ được quá nhờ, được đấy bạn ạ. Ok rồi thì video chắc là xin phép được kết thúc rồi đấy. Review cho bạn hai quả skin trông ngầu thực sự bạn ơi. Bạn có cái đó gì muốn béo làm giúp mình nhất thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.